đã chạy xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu login vào toàn bộ các site đấy nhé. Mở Firefox lên này. Nhấn vào login. Trong phần login này thì bạn cũng phải sửa tất cả cái username ở đây là thành cái username mà mình đã cài đặt từ trước nhé, Hiromata này. Đấy. Còn nếu ở đây là một tên khác thì bạn phải chuyển về. Thì cũng là Ctrl H như lúc nãy. Và bắt đầu chạy này. Ở đây thì mình cài chương trình vẫn là cái size cuối cùng là size CTPTC. Ở đây chúng ta bị lỗi một sai. Lát nữa chúng ta sẽ vào thay nhé. Thì ở đây những sai lỗi thì nó sẽ tự bỏ qua. Lát nữa chúng ta phải nhập tay cái sai kia. Lỗi ở đây thì có thể là do đường truyền kém nên là nó không kết nối được. Rồi, bây giờ chúng ta điền này. Đăng nhập xong rồi x cái tab đấy đi nhá. Tab tab đấy đi. Chỉ để lại cái tab cuối cùng thôi. Trang này. Log lại. Khi mà log lại trang này thì bạn sẽ phải nhập tay cái user và password.
Rồi. Giờ chúng ta đã xong phần đăng nhập. Tiếp theo là chúng ta sẽ đổi thông tin. Đổi thông tin và rút tiền nhé. Đổi thông tin và rút tiền này thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn, một là cho về Payeer, hai là cho về Perfect Money. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn về cái Perfect Money trước nhé. Mở cái của Perfect Money đây này. Đó. Ở đây thì bạn sẽ thay tất cả các cái địa chỉ ví này bằng địa chỉ ví của bạn. Thì địa chỉ ví thì mình sẽ lấy một cái ở đây. Tiếp tục thay thế như lúc nãy thì bùa đen Cancun hát. Rồi đây là cái địa chỉ mình sẽ thay thế này. Còn cái địa chỉ cũ là cái này. Sẽ là cho cái fin finwatt sẽ là cái địa chỉ cũ. Còn cái repeat sẽ là cái địa chỉ mới. Nhấn repeat on để nó thay đổi. Rồi, xong nhấn lưu. Giờ chúng ta delay nó là xong. Bước này là bước thay đổi thông tin và rút tiền nhé. Rồi, đã rút xong một sai rồi. Sau sau khi mà đã nhận tiền xong ấy thì bạn sẽ ngày hôm sau bạn sẽ đăng nhập lại những cái nick này. Đăng nhập lại và xóa cái thông tin thanh toán kia đi để lần sau mình sẽ dùng lại. Lưu ý là đến phần sell ad này. Chắc tí mình phải bỏ cái phần sell ad này ra. Tí cắt mẹ video đi.
Rồi ok, vậy là đã xong phần rút tiền rồi đấy. Đến Vâng ạ. đến hôm sau thì các bạn có thể là đăng nhập vào Anchor rồi xóa cái thông tin đi là được. Chức năng xóa cũng làm tương tự.